Chào mừng các bạn đã quay lại với tâm điểm PUBG Mobile. Chào đón tháng cuối cùng của năm, PUBG Mobile mang đến hàng loạt sự kiện xịn sò cực chất. Cùng chuyên mục tâm điểm tin, khám phá hành trình sắp tới sẽ diễn ra, cũng như cập nhật một số tin hot trong cộng đồng thời gian qua có gì nhé. Một hòm đồ nhân phẩm mới với cơ chế quay độc đáo ra mắt vào ngày 6 tháng 12 tại PUBG Mobile. Vòng xoay không trùng lặp giúp tăng cơ hội nhận quà để các anh em test nhân phẩm. Ngoài việc độ thêm tỷ lệ nhận thưởng thì đương nhiên các món đồ trong hòm này cũng chất lượng không kém. Rosa, trang phục sư tử đầu xanh kèm thêm các món quà khác. Với thiết kế nổi bật và mạnh mẽ có thể giúp các đồng bào nổi bật không khác gì một dân chơi xịn. Chưa hết, ở sự kiện này, người chơi vẫn có thể sở hữu thẻ miễn phí bằng cách đổi mảnh bạc, tích lũy từ bây giờ và chờ hòm đồ ra mắt nha. Hòm đồ súng nâng cấp trở lại vào ngày 9 tháng 12. Gọi tên khẩu súng huyền thoại của làng bắn tỉa K98. Ngoài ngoại trang K98, thợ săn tinh vân, vòng quay lần này cũng có thêm phục trang lãnh chúa võ thuật cũng như một vài skin vật phẩm khác. Chuỗi custom 15 phút vào bò bất ổn. Update 2.3 sôi động cùng chuỗi livestream custom 15 phút vào bò của các idol. Cùng đến với custom của các streamer đính đám tại làng PUBG Mobile như Bộ Bim, Tuấn Tái và cả DX Rabbit. Siêu Thánh Giáp vừa cập bến tại PUBG Mobile, lấy cảm hứng từ nhân vật đính đám Joker, Thánh Giáp chưa hề ra mắt tại PUBG Mobile với câu chuyện độc đáo và không kém phần mới lạ. Đây cũng là siêu phẩm Do Form I Shoot đầu tiên. Người chơi có thể lựa chọn một trong hai mẫu trang phục đen và trắng, đồng thời vẫn có thể mở khóa mẫu còn lại bằng vật phẩm. Ngay từ khi ra mắt, đã nhận được rất nhiều review và hưởng ứng tích cực đến từ các anh em game thủ. Đặc biệt, PUBG Mobile ghi nhận nhiều trường hợp đã sở hữu với giá quá hời khiến nhà phát hành say đắm. Vậy sao bạn còn chưa vào game, test nhân phẩm và có ngay cho mình bộ giáp hàng hiệu này nào? RP Man 18 sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 12 với chủ đề Phantom Wonderland. Với vẻ ngoài đậm chất Giáng sinh, lại có hai set đồ chủ đề cho cả nam và nữ thì quá hợp lý để dù set lớp cosplay thành cặp đôi Noel rực rỡ nhất Giáng sinh này đúng không nào? Mới đây, một tài khoản người Việt đầu tiên đã trúng được danh hiệu gà vàng RB sau 17 mùa RBM, nghe đâu là một bạn trai tay khá là to nha. Cho những ai chưa biết, danh hiệu gà vàng là một phần thưởng hiếm có tại PUBG Mobile, mang đến cho người chơi lợi ích vô cùng hấp dẫn. Ngoài được danh hiệu gà vàng, người chơi sẽ được tặng chọn bộ một mùa RB bất kỳ trong các mùa RB đã ra mắt. Bên cạnh đó, cùng chung vui chúc mừng, người chơi cũng sẽ đón nhận cơn mưa quà từ các người chơi trên thế giới, khiến cho điểm nổi tiếng tăng lên chóng mặt. Thật là một tin vui cho cộng đồng PUBG Mobile Việt Nam. Xin được chúc mừng đến đồng bào may mắn. Sự kiện đồng bào OO tập 6, đồng bào hệ bánh bóng đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và xin gửi lời chúc mừng đến 20 bạn may mắn đạt giải. Ngoài ra, các bạn không may mắn lắm cũng đừng buồn. Giáng sinh này, sự kiện OO sẽ quay trở lại và mang đến thêm nhiều phần quà hấp dẫn khác đó nha. Thăng hạng cảm xúc cùng PUBG Mobile. Subscribe ngay, chớ để mai.